Cho tôi xin chào 116 bạn ở trong luồng live của ông Toán. Bây giờ nè, Toán phải cho thật bình tĩnh. Cái người mình cần đánh là thằng Quốc Bảo. Đúng, con không, con phải chọn, con chọn từ từ. Con biết cái rác này nó nguy hiểm hơn là thằng Quốc Bảo. Em Quốc Bảo nó thằng chủ kênh mà. Nghe lời cô nè, bây giờ nè, cái người cần đánh là thằng Quốc Bảo. Quốc Bảo là, thì đằng nào mình cũng phải đánh nó ấy, cô. Bây giờ nè, rồi, chuyện gì là chuyện, cô chỉ nói như vậy. Thằng Quốc Bảo, nó không phải là còn ở trong fan mình nữa. Chính xác. Nó là bên cái nhóm lập quỹ. Chính xác. Chính vì vậy, mà mình đem cái câu chuyện của thằng Tâm Ba Ba ra đánh thằng Quốc Bảo, cô sẽ đồng tình. Dạ. Còn không được dính líu đến bất kỳ ai. Con làm được điều này, cô sẽ ủng hộ hết mình. Dạ, cô yên tâm. Được rồi. Cô yên tâm. Rồi như vậy thôi. Dạ. Đó, thành ra bây giờ là cô chỉ nhắc sơ để cho con biết rằng cái chuyện đánh là đánh cái thằng Tâm Ba Ba với lại thằng Quốc Bảo. Đánh con mẹ liên già. Chính xác. Rồi vậy thôi nha. Dạ, con. Dạ, rồi, dạ, rồi. Dạ, dạ, cô. Rồi.